Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì như đã hứa với các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mở đầu một series về MATLAB. Thì như chúng ta đã biết rằng là MATLAB là một phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình do công ty MATLAB thiết kế. MATLAB cho phép chúng ta tính toán các ma chặn, đồ thị hàm số, thực hiện các phép toán và cũng như là tạo các liên kết với chương trình khác. Bên cạnh đó thì nếu mà phần năng cao, nếu như các bạn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện phần năng cao, đó là liên kết MATLAB với các cái phần mềm mô phỏng khác và cũng như là sử dụng các cái công cụ như Simile để chúng ta có thể là thực hiện các cái giải các cái bài toán liên quan đến kỹ thuật. Thì đầu tiên thì để thực hiện MATLAB một cách chân chu thì chúng ta cần phải hiểu về các cái toán tử của cái phần mềm này. Thì chúng ta sẽ có các cái toán tử như sau. Chúng ta thấy rằng là cơ bản thì nó cũng sẽ có các cái toán tử mà chúng ta sẽ sử dụng phổ biến, chẳng hạn như là cộng, trừ, nhân, chia. Thì chúng ta có chia trái ma chặn ha, vĩ thừa, chuyển vị thì dùng để chuyển vị ma chặn, nhân mạng, chia mạng và chia trái mạng, và coi như là lý thừa mạng. Đây là các cái toán tử căn bản mà các bạn sẽ thường xuyên gặp khi chúng ta sử dụng phần mềm MATLAB. Thì đối với phần mềm này thì chúng ta hầu như chúng ta sẽ sử dụng trên các cái ma chặn rất là nhiều. Thì chính vì vậy các bạn cũng phải nắm các cái quy luật sử dụng của ma chặn thì các bạn mới có thể là sử dụng phần mềm này một cách tốt nhất. Thì sau đây thì mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn. Chúng ta sẽ có một số các cái ví dụ, chẳng hạn như chúng ta sẽ có biến số. Chúng ta có biến số, ở đây chúng ta có biến A bằng 5 ha, mình dán biến A bằng 5, B bằng 7, C bằng 2,5. Đối với biến số B, U thì chúng ta sẽ có hai cái ma chặn hàng, hoặc là chúng ta có thể gọi đây là hai cái vector. Đó là U1 có giá trị là 123. Xin lỗi, là U có giá trị là 123, V kép có giá trị là 456. Đây là một ma chặn hàng, hay chúng ta còn có thể gọi là vector hàng. Chúng ta cũng có hai vector cột, đó là X thì chúng ta sẽ có là giá trị là 13, và vector V chúng ta sẽ có giá trị là 456. Chúng ta chú ý ở đây chúng ta có một cái dấu phẩy là để chuyển vị, tức là thay vì chúng ta sẽ ghi mỗi cái dấu trong đây là một dấu chấm phải như thế này thì chúng ta sẽ ghi như thế này để tự động là chúng ta dán con V này thành ma chặn cột một cách bình thường. Còn nếu không thôi chúng ta phải ghi cái dấu chấm phẩy giống như cái ma chặn B dưới đây. Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có hai cái ma chặn, chúng ta có hai ma chặn, đó chính là ma chặn A, ma chặn vuông A là có giá trị là 1, hàng đầu tiên đó chính là giá trị 1, 2, chúng ta có chấm phẩy để chúng ta ngăn cách nhảy qua cái hàng thứ hai có giá trị là 4 và 5. Tương tự đối với ma chặn B thì chúng ta sẽ có giá trị là 7 và 8, và cũng có một dấu phẩy này để ngăn cách giữa các hàng với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hiện các cái biến số này dựa trên các toán tử, xem coi như là các toán tử nó có giá trị như thế nào, có tác dụng như thế nào nhé. Rồi đây là giao diện của MATLAB 2018A. Thì về cơ bản thì các bạn có thể cài các phần mềm MATLAB các phiên bản khác nhau, thì mặt các cái toán tử này cũng sẽ như nhau. Các phiên bản nó sẽ khác nhau khi mà nó bổ trợ một vài cái công cụ để chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta nãy mình nói là A bằng 5 thì chúng ta cứ đánh chữ A bằng 5 vào, A bằng 5 vào, chúng ta enter thì lập tức nó dán A bằng 5. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là bên cái bảng Swapay này nó cũng đang dán giá trị biến A bằng 5. Nhưng mà thấy không ạ? Rồi bây giờ, nhưng mà chúng ta tiếp tục, chúng ta đánh B bằng 7 qua B bằng 7 và chúng ta đánh dấu chấm phẩy. Mục đích của dấu chấm phẩy này thì có nghĩa là chúng ta không cần in ra giá trị giống như thế này. Không cần in giá trị như thế này. Để làm gì? Để cho mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ không cần phải nhìn những cái giá trị hiển nhiên mà chúng ta biết. C bằng 2,5. Rồi chúng ta enter.
C bằng 2,5. À đây nó đang dán C bằng 2. Như vậy ở đây nghĩa là chúng ta đang dán C sai. Chúng ta dán lại C nhé. Rồi chúng ta dán 2.5 giống như 2,5. Tùy thuộc vào các cái phiên bản khác nhau và cài đặt thì chúng ta sẽ có dấu chấm hay dấu phẩy, các bạn lưu ý nha. Và bây giờ mình dán C là 2.5. Rồi C đã nhận 2.5. Các bạn lưu ý là dấu phẩy này không được sử dụng nha. Các bạn sử dụng là dấu chấm. Tùy thuộc vào các phiên bản khác nhau, các bạn thấy khi mà lần đầu tiên mình dán 2,5 thì lập tức C nó được in ra là số 2, có nghĩa là nó chỉ đọc được số 2 đầu tiên thôi, nó không đọc được số 0,5 phía sau đó, các bạn chú ý đây. Và khi đó thì chúng ta sẽ cài lại các cái đơn vị bằng cách là vô mình set này, chúng ta cài lại các cái đơn vị sử dụng nhé. Và bây giờ thì bữa nay thì mình sẽ không cài lại đơn vị đó mà mình tiếp tục. À, nãy chúng ta có là ma chặn, bây giờ chúng ta đến vector đầu tiên, đó là U bằng đây 1 cách gãy nha. Chúng ta lưu ý là chúng ta phải dấu cách 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ thử là mình sẽ không in nó không có dấu chấm phẩy phía sau để chúng ta in ra xem coi là nó như thế nào. Và chúng ta có là U bằng 1, 2, 3. Rồi tiếp tục là giá trị của V, giá trị của V kép thì bằng là 4, 5, 6. Rồi chúng ta đóng hàng lại. Tương tự nha, các bạn thấy là nó sẽ ngay lập tức nhảy qua cái khu vực workspace này, nhảy qua khu vực workspace này, thấy chưa? Các bạn thấy không? Rồi chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta thử ma chặn cột thì chúng ta có là x nè bằng 1, 3. Và bây giờ chúng ta thử cái dấu nháy phía trên xem có nên như thế nào. Và chúng ta thấy rằng là ngay lập tức cũng là giống như quay kép nha, thì chúng ta sẽ có dấu 1 và 3. Thì bây giờ chúng ta đảo ngón cái thì nó sẽ ra thành cột. Rồi bây giờ một cách khác của x nha, bây giờ chúng ta sẽ thử lại cái giá trị của một ma chặn khác, đó là ma chặn v. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách khác cũng là ra ma chặn cột, chúng ta thử nha. V nãy chúng ta có là 4, thì chúng ta chấm cho phải 5 và 6. Rồi bây giờ chúng ta thử coi nó in có gãy ra ma chặn cột không. Nó vẫn ra ma chặn cột. Như vậy chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta thực hiện ma chặn cột nha. Nhưng mà cách trên đây thì nó sẽ gọn hơn, chúng ta chỉ cần thêm dấu nháy phía sau thôi là chúng ta đã có thể thực hiện một cách dễ dàng. Và các bạn lưu ý ha, và mà thấy rằng là các cái biểu thị bên đây nó cũng sẽ có cái dấu chấm phẩy đó, chấm phẩy. Rồi chúng ta lít cho coi thử, chúng ta thấy không, chúng ta có ma chặn cột. Khi chúng ta lít vậy mà thấy ha. Rồi chẳng hạn như là V kép thì nó lại là hàng, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đây là cách thức mà chúng ta kiểm tra ha, cách thức chúng ta kiểm tra. Và đây là các biến mà nó đang tồn tại, biến đang tồn tại. Rồi tiếp theo là ma chặn vuông, chúng ta có hai ma chặn vuông. A bằng 1 2 chấm phẩy 3 4 à 1 2 và 4 và 5. Rồi chúng ta chấm phẩy cái B bằng 7, 8 chấm phẩy 1 và 3. Rồi bây giờ mình B mình không có dấu chấm phẩy phía sau ha, enter ra thì nó sẽ in thằng B ra. Thằng A do có dấu chấm phẩy phía sau thì nó sẽ không in nha, không in. Rồi đó là những cái giá trị mà chúng ta sẽ nhấn vào. Rồi chúng ta sử dụng lệnh CLC để làm sạch cái màn hình đi, tức là xóa những cái gì mà nãy giờ chúng ta in vô đây. Nhưng mà chúng ta thấy rằng lệnh này nó sẽ không xóa các biến, các biến nãy giờ chúng ta dán thì nó vẫn như vậy nha. Nhấn nằm ở đây, nhấn nằm ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thử từng toán tử một, thử từng toán tử một nha. Toán tử đầu tiên thì tất nhiên là chúng ta sẽ sử dụng là phép cộng mà. A nha, cộng B, chúng ta sẽ xem bằng gì. A cộng B bằng 12. A cộng B bằng 12. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử phép chia. Phép chia. Bây giờ mình sẽ không lấy A chia B mà chúng ta sẽ A chia cho chữ N này. Các bạn thấy không? Ở đây chúng ta có chữ ANS thì chúng ta thử coi nó là cái gì. Ha, thử coi nó là gì. Rồi chúng ta enter ra. Thì có nghĩa rằng nó sẽ là bằng với A chia cho số 12 này. Cái chữ N này nó là một biến tạm, nó là một biến tạm khi mà chúng ta không dán bất cứ một cái biến nào. Chẳng hạn như thường thì chúng ta sẽ để chẳng hạn ví dụ là
À, bây giờ tạm đi, T bằng A cộng B. Thì khi đó, khi chúng ta đánh giá trị vào thì nó ngay lập tức nó chúng ta sẽ có một cái biến T. Còn nếu không thì nó sẽ lưu vào một cái biến tạm, tức là cái giá trị vừa được tính toán ra, giá trị được vừa tính toán ra. Đó, các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý vô này nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục là chia hai số. Thì chúng ta lấy A chia cho B. Thì bình thường nó sẽ ra giá trị là bình thường A chia B, chúng ta có A là 5 và B là 7. Thì như vậy chúng ta sẽ chia ra được là 0,7. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thử cộng một số với một ma chặn. À, bây giờ chúng ta có ma chặn A, xin lỗi, là một số A cộng với một ma chặn, ví dụ ma chặn chúng ta chọn là ma chặn U. Đó, thì chúng ta sẽ có một ma chặn khác là ma chặn hàng nha, chúng ta lưu ý nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cộng với một số với ma chặn cột. Chúng ta có ma chặn cột ở đây là V. À, chúng ta lấy A cộng V thì chúng ta sẽ ra một ma chặn cột. Và đây là những cái lý thuyết rất là cơ bản của toán 2. Các bạn có thể coi lại toán 2 để các bạn nắm bắt thêm các vấn đề này. Một lời khuyên cho các bạn rằng là đối với kỹ thuật thì đặc biệt chẳng hạn như những kỹ thuật về lý thuyết điều khiển thì chúng ta sẽ sử dụng toán ma chặn rất là nhiều. Toán ma chặn rất là nhiều. Nên chính vì vậy thì các bạn cần phải nắm về toán 2 kỹ để các bạn mới có thể làm được nha. Toán 2 kỹ chúng ta mới làm được. Rồi, chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái khác, chẳng hạn như giờ có một ma chặn. Chúng ta chia cho một số thì như thế nào nhỉ? À, chúng ta chia thử cho B nha. Chúng ta chia thử cho B thì nó cũng sẽ ra một ma chặn khác, và chúng ta lấy từ thành phần của ma chặn nha, chúng ta chia cho giá trị này và nó sẽ ra một cái ma chặn khác ha, các bạn thấy không ạ? Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta nhớ đến cái lý thuyết mà tích vô hướng. À, tích vô hướng. Bây giờ nó thử nhân tích vô hướng nha. Bây giờ chúng ta lấy U nhân V. Chúng ta lấy U nhân V, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhân tích vô hướng nữa coi. Đó, nó sẽ ra là giá trị là 32. Thì các bạn muốn biết là tích vô hướng là gì thì các bạn có thể xem lại lý thuyết của tích vô hướng là tích của hai cái ma chặn nha. Tích của hai cái ma chặn thì nó, xin lỗi, tích của hai vector thì chúng ta sẽ xem coi tích vô hướng là gì. Đó, ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà làm sao ra tích vô hướng mà thôi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có một kiểu khác nữa là tích hai ma chặn V này nha. Chúng ta có tích hai ma chặn nhân cho U. V nhân cho U. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhân ra rồi. Nó sẽ ra một cái ma chặn vuông. Là các bạn thấy rằng là chúng ta có ma chặn V. Ma chặn V ở đây là ma chặn cột nha. Ma chặn V ở đây là ma chặn cột. Ma chặn U ở đây là ma chặn hàng. Chúng ta có ma chặn V là có 3 phần tử. 3 phần U là cũng 3 phần tử nhưng mà nó là cột, là hàng, V là cột. Thì khi chúng ta nhân ra thì chúng ta sẽ có một cái ma chặn vuông với là 9 phần tử. Rồi, các bạn coi lại tích hai ma chặn như thế nào thì các bạn cũng thể coi lại ở hướng dẫn về toán 2. Các bạn sẽ biết là tích hai ma chặn như thế nào hoặc tích vô hướng như thế nào. Đó. Thì nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn comment bên dưới, mình sẽ làm một video hướng dẫn về các phép toán trong toán 2 một cách cơ bản để bổ trợ kiến thức cho các cái quá trình mà chúng ta sử dụng là phần mềm MATLAB nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái bài toán khác. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta sẽ có tích cộng hai ma chặn. Hồi nãy chúng ta có hai ma chặn vuông đúng không? Hai ma chặn có thành phần tương ứng thì chúng ta mới cộng được ha. Rồi, chúng ta lấy A cộng B. Lưu ý rằng là MATLAB vẫn phân biệt được là chữ hoa và chữ thường. Chính vì vậy các bạn thấy rằng là ở trên chúng ta lấy biến A chúng ta dán cho 5, nhưng mà ở dưới chúng ta là biến A hoa thì chúng ta lại là giá trị của một ma chặn vuông. Rồi, vậy chúng ta sẽ tự cộng hai ma chặn lại như thế nào. Qua một điều rất là hay là các bạn thấy rằng là
thằng này nó tính toán rất là nhanh các bạn. Những phần tử mà đơn giản thế này thì các bạn cứ enter ra, và tất nhiên là tốc độ tính toán này phụ thuộc vào cấu hình của máy tính của các bạn nha, phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn. Và tương tự vậy thì chúng ta có thể nhân các ma chặn vuông ha. Như các bạn đã học thì các việc mà nhân, cộng, trừ, nhân, chia đối với ma chặn vuông thì nó cực kỳ dễ dàng, tại hai ma chặn là nó tương ứng về số lượng phần tử với nhau. Chia hai chia luôn đó, chúng ta chia ma chặn vuông rồi các bạn thấy rằng là nó thực hiện các phép toán rất là nhanh chóng đó. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ có là các phép biến đổi mà chúng ta chẳng hạn một phép biến đổi khác nữa mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là đảo ma chặn. Bây giờ chúng ta sẽ có ma chặn hàm đảo ma chặn, thì đó là hàm INV. Bây giờ chúng ta C là phần tử mà đảo ma chặn của B. Rồi bắt đầu chúng ta ra thì chúng ta sẽ có một cái ma chặn đảo của B, đó chúng ta đã dán vào biến C. Đó, trên đây là các cái ví dụ mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn về các toán tử mà được ứng dụng đối với MATLAB. Thì hy vọng là các bạn có thể là nắm bắt được các cái toán tử này một cách dễ dàng, và cũng như làm quen với các cái toán tử này để khi mà chúng ta thực hiện các cái phần sau thì một cách dễ dàng hơn. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời. Và sắp tới thì mình sẽ làm một chuỗi các series liên quan đến MATLAB, thì từ cái vấn đề về tính toán, từ vấn đề về vẽ đồ thị, và cũng như là đi sâu về vấn đề về mô phỏng vân vân. Ngoài các cái chủ đề mình đi theo các chủ đề này, thì các bạn muốn là mình hướng dẫn một cái gì đó liên quan MATLAB thì các bạn cứ comment bên dưới, thì mình sẽ làm video hướng dẫn để giúp cho chúng ta nắm bắt các cái thành phần cơ bản của MATLAB một cách dễ dàng. Mọi đóng góp thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình, và hẹn gặp lại các bạn ở series sau. Chúc các bạn thành công trong cái ứng dụng phần mềm MATLAB vào công cuộc làm việc và cũng như là học tập của mình. Xin trân trọng kính chào tất cả mọi người.